Xin chào các bạn. Hôm nay tôi gặp lại bạn đã tìm hiểu theo cổ lập trình vi chính trong riêng quy. Thì đến với nội dung ngày hôm nay, tôi sẽ được chia sẻ một chút về lập trình vi chính trong riêng quy sử dụng C-Link ELQ Basic. Thì trong cái khóa học lập trình kiện công nghiệp với dòng vi chính trong riêng, thì tôi đã có nói, có truyền tải các bạn về cái chuẩn truyền thông C-Link và phân loại các khu nhược điểm của các loại truyền thông C-Link. Cái này nếu mà các bạn nào có thể hiểu sau thì các bạn hãy xem lại cái video bài giảng đó. Còn ở cái nội dung ngày hôm nay, nó không phải là một nội dung của khóa học mà chỉ là cái sharing một cái kiến thức để cho các bạn nào mà chưa biết nắm hơn mà thôi. Thì đối với C-Link ELQ Basic thì nó là một chuẩn truyền thông dựa trên đường truyền internet đó, và nó, các bạn lưu ý nè, các bạn thấy cái chữ basic cuối mà thì nó là cơ bản thôi, nó không phải là cái chuẩn truyền thông C-Link nên nó có một chút hạn chế như thế nào thì cái này các bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn trong cái tài liệu, hoặc là các bạn tham gia những khóa học bên của Hoa Hoàng thì sẽ có nói rõ rất nhiều về cái chuẩn truyền thông này. Còn hôm nay thì chỉ nói về cái vấn đề là cơ bản thôi. Đối với một số dòng BC Mitsubishi gần quy ấy, thì nó có hỗ trợ cái C-Link ELQ Basic này trên cái cổng internet bật luôn. Thì trên cái hình vẽ trên hình của bài giảng này các bạn thấy nè, thì cái BC mà tôi đang đặt trên đây, đây hiện nay thì nó đang là con Q03 UDV. Thì dòng này là nó có cái tính nó pin internet bật, thì bạn thấy nè, nó trên cái chỗ này nó có để cái chữ là C-Link ELQ Basic đây, thì tức là cái nhỏ này, cái nhỏ pin internet bật này nó có tích hợp được cái chuẩn truyền thông C-Link ELQ Basic này luôn. Nhưng mà có một số dòng UC mặc dù nó là có cổng internet nhưng mà chưa chắc gì nó đã có cái tích hợp cái chuẩn truyền thông C-Link ELQ Basic như các bạn. Thì các bạn lưu ý nè, tôi nhấn mạnh cái này là C-Link ELQ nó khác với C-Link ELQ Basic. C-Link ELQ Basic là nó chỉ sử dụng là master thôi, nó không sử dụng là server được. Nên là còn những ưu điểm khác nữa thì các bạn về cái nội dung của cái bài chia sẻ ngày hôm nay là các bạn làm cách nào để cần thiết và sử dụng cái C-Link ELQ Basic này trên cái bị xuống chứng chỉ quy dựa trên cổng của internet bọn đó. Nội dung ngày hôm nay là tôi sẽ trình bày và những gì đó rồi. Thì về cái phần cứng là chúng ta được mở cái camera lên cho các bạn thấy phần cứng của ngày hôm nay gồm có cái gì đó. Bây giờ chắc là các bạn đang thấy cái camera đang bật đúng không ạ? Các bạn thấy rồi, đây chính là cái module có tên là C-Link ELQ Basic NZ2MFB132DT, nó ghi ở đây. Thì nó là cái module in out combine sử dụng C-Link ELQ Basic. Nó khác hoàn toàn với C-Link ELQ nhé các bạn lưu ý. Các bạn đừng thấy C-Link ELQ và các bạn sử dụng cái module truyền thông mà C-Link ELQ thì nó sẽ không có gì đâu. Đây nè, các bạn thấy là trên tay của tôi đang cầm một cái module V71 GF11AT2, đây là C-Link ELQ. Đây, C-Link ELQ các bạn. Nó không chịu basic. Thì nó có cái module đó thì nó sử dụng là hai cái port internet. Còn cái này module chúng ta C-Link ELQ basic thì nó chỉ có một port internet thôi. Các bạn không thể nào mà kết nối cái module remote IO này vào cái module mà ELQ được. ELQ basic không thể kết nối với ELQ được, nó không nhận đâu, nó sẽ có lỗi đó. À, thì các bạn tránh nhầm lẫn. Thì cái cổng internet ở trên này nó có một cổng nè, CPU của tôi có một cổng nè. Bây giờ tôi sẽ kết nối nó thì các bạn là đơn giản thôi, các bạn sử dụng dây internet nha các bạn. Đây thì trên tay tôi có hai cái cổng internet đó. Thì bởi vì là tôi kết nối qua máy tính nên tôi download nó chương trình thì tôi sẽ cần có hai cổng dây. Thì tôi nói một cái hub, thì đây nè, đầu tay là tôi sẽ nối vào cái module này.
Dạ đầu này có module, đầu này cũng như cái đó, tôi sẽ nói dùng cái hấp. Rồi đây là cái cọng dây kết nối từ module CPU của tôi sẽ nói như đây, và cái đầu còn lại của nó thì tôi kết nối dùng hấp luôn. Rồi máy tính của tôi thì kết nối cho cái hấp nữa. Như vậy tức là từ máy tính tôi đã kết nối được cái hấp chỗ này. Rồi từ cái hấp này tôi chia ra những cái cổng nét bọt để cho UC và cái module này kết nối trực tiếp với nhau. Nếu thông thường thì các bạn thể kết nối trực tiếp từ cái module này qua này luôn cũng được, nhưng do tôi cần phải download đó chương trình nên tôi cần thêm một bọt nữa, và đó mà tôi phải kết nối qua hấp. Về đi dây, cái đường dây của cái đi dây nguồn hay là dây output đó, dây đi nào thì các bạn thấy nè, cái module này nó sẽ có level sẵn cho các bạn nè, 24V và 24G cộng 24V và 24G, tức là bạn nối cộng và trừ vào dây nguồn 24V đó, các bạn cần cắt nó nguồn 24V chỗ này nhé các bạn. Đó. Rồi ngoài ra ở chỗ này nó có một cái chân cơm cộng và cơm trừ, thì cái này các bạn cần phải nối cho nó vào một chân 24V và chân 0V. Rồi về cái cách đấu dây như thế nào thì các bạn cần phải lưu ý một chút, tôi trình bày trên cái kia sau. Nhưng mà bây giờ các bạn cần lưu ý giùm tôi là đầu tiên là các bạn cần phải có kết đấu dây nguồn cho module này là ở cốc nguồn cho module này trước là 24V và 0V vào cái terminal này, chân cộng 24V và 24G, tức là dương 24 và âm 24, dương 24 và 0V đó, rồi là ra các bạn. Rồi bên đây chân cơm cộng cơm trừ thì các bạn cần phải đấu nối vào đó là chân 24V và chân 0V. Đây chân tiếng của tôi là chân 24V, chân ra là chân 0V, còn cái in nào tôi nói sao. Các bạn mở cái menu của tài liệu này ra, có cái xin lỗi các bạn, không phải một cái tài liệu mà các bạn sử dụng cái module này, cần mở menu của cái module gì đó đó, các bạn mở trước đường trên hình như vậy. Đây các bạn search nó, cái menu như là cái tên của nó này, và cái menu đó nhé, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ nằm ở đây. Đây các bạn sạc thì nó sẽ có một cái tài liệu như thế này. Đây thì cái module của chúng ta đang sử dụng nó chính là cái module đây in output mix nha, mix tức là compile, rồi compile mix tức là trên module đó nó vừa có input vừa có output á, NZ2M7P1 3DT. Này chúng ta sử dụng là module này. Đó thì module này thì bạn thấy nè, nó có 16 input và 16 output, nên nó đặt chỉ cách thế này này. Rồi thì nó là positive common. Positive là gì? Là dương. Input nha, input của nó là positive common. Output của nó là gì? Output của nó là quy sinh. Thì vậy các bạn mở tiếp một cái tài liệu, tôi đã có tiếp tài liệu menu này là CPU.io ở module quy sinh menu này, trong này nó có chỉ cho bạn rõ thì cái cách wiring này. Đây đó thì input common ở positive common thì bạn phải đấu dây như thế nào thì các bạn cần những gì thì nó có chỗ này nhé các bạn. Đây positive common thì chân cơm của nó đã nó dương rồi, nó dương bên trong rồi nè các bạn, đây là positive common này, input này đó. Thì bây giờ các bạn mà muốn trả nó về, nhận cái input từ ngoài đưa về thì các bạn sẽ cần phải kích cái chân input này nè và chân âm đó. Thì hiện tại chân cơm hồi nãy như tôi vừa giới thiệu bạn là đã nói dương cơm âm nó thẳng rồi, thì bên trong của nó thì nó đã nói dương rồi, thì bạn chỉ cần là kích một cái nhỏ một cái âm vào cái những input của nó thì nó sẽ nhận được cái gì. Thì output thì output chúng ta là output sinh đúng không ạ, output sinh, output sinh thì nó đơn giản ở đây là output sinh là các bạn các output hai loại là sinh và sụt. Sinh thì là xuất ra 0V đó, thì sinh hay sụt thì đó là cái này của nó, và lưu ý là nó xuất ra 0V các bạn nhé, sinh là xuất ra 0V và sụt xuất ra 24V. Rồi bây giờ tôi sẽ mở lại cái
camera để bạn nhìn thấy rõ hơn về cách tôi nói những đấu dây chỗ module video cho nó đây ạ. Thì đây tôi đang kết nối một công tắc vào chân XA của nó nè, XA tôi đang kết nối chân XA của nó, và tôi đang chân còn lại của công tắc này tôi sẽ nối vào cái chân 0V đúng là tiếp thiết mà tôi vừa trình bày là positive common, tức là chân dương nó đã đấu chung rồi thì muốn kích cái input thì ta cần phải kích chân âm. Thì đây chân âm tôi đấu một công tắc, thì công tắc thì đấu thông lại thì chân âm 0V nó đi vào chân XA nha các bạn, rồi lưu ý đó. Rồi output thì các bạn xuất ra là xuất là 0V. Thì trên này là có ở cái bài ở nội dung trên đây này, thì ở nội dung chia sẻ này thì tôi không có kết nối vào cái đèn ở bên ngoài, thiết bị đường ra bên ngoài, nhưng các bạn sẽ được thấy cái đèn nó sáng ở đây dải đèn nè, ít không nè. Nếu các bạn input, các bạn tích có input vào thì ít không, ít một của thay ít a nó sáng ở dải đèn trên đó, còn output ở dải đèn dưới nó xuất ra được, tức là nó đã kết nối thành công và xuất ra được output. Xuất các bạn lưu ý là output 0V. Thì các bạn cần phải đấu cái đấu dây, thì các bạn cần phải đấu cái chân dương của cái tải giống như motor chúng ta là motor 24V đi, thì 24VDC đi, thì chân dương của motor chúng ta sẽ đấu vào chân dương của 24V, còn chân còn lại chúng ta sẽ có motor thì đấu vào chân output này. Thì khi mà nó có tín hiệu xuất ra từ cái module IO này thì nó xuất 0V đó, 0V thì xuất ra đầu dây này của motor thì làm cho motor chạy, đó là cách là vậy. Rồi ở chân này nó có những cái discrete, có discrete đây 200 100 800 80 40 này, thì nói cho nằm đây dạng này là dùng để set địa chỉ IP, bởi vì cái nền tảng của Cisilium EFI Basic nó dựa trên cái chuyển truyền thông internet đó, các bạn lưu ý nhé. Nên cái chỗ bên đây là cái đèn led thôi hiển thị, còn cái này là cái chỗ respond là call clear, thì này mà đi mặc định đây này, nó lý thuyết thì bạn sẽ đọc trong manual, còn này chúng ta sẽ không cần quan tâm nó làm gì đâu, còn là quan trọng là quan trọng IP address cái này. Rồi bây giờ cài đặt IP như thế nào, tôi xin phép được mở cái tài liệu này lên để trình bày cho các bạn hiểu. Đây các bạn mở tài liệu này, nó nằm ở chỗ rất là cần chức. À đây IP trình IP đây, đây 200 100 80 40 IP 10 nó là gì, thì một địa chỉ IP nó sẽ được có gồm có 4 dãy số như giảm nó như này nhé các bạn. Cái này chắc anh biết rồi, thì là 192 nè, 168 nè, rồi 3 nè, rồi bên đây là một số thì anh biết đó. Thì đối với Cisilium EFI Basic nó sẽ lấy cái module remote IO kết nối vào những cái module mà kết nối vào Cisilium EFI Basic này á, thì nó sẽ lấy cái ba cái IP đầu tiên của cổng Ethernet bọc trên PC này, đó là mặc định rồi, các bạn không cần phải cài đặt nữa. Và các bạn cần phải cài đặt là cài đặt con số sau này, IP thế này, đó nó là bao nhiêu thì các bạn sẽ lựa vào trong cái tài liệu này. Đây ạ, nếu địa chỉ nó là 235 đi, thì các bạn thấy là thì các bạn phải sang bật 200 lên on này, tức là 200, thì off đi nè, off hết tức là 200, còn không không rồi 20 35 thì phải rồi, có 35 rồi, 235 thì phải là 30 05, 30 thì là gì, 20 bật lên on nè, 10 bật lên on nè, thì cái đó không off nè, 4 bật lên on nè, 1 bật lên on nè, đó thì cộng lại là 200 cộng 20 cộng 10 cộng 4 cộng 1 là bằng 235. Thì cái địa chỉ IP của bạn cái cuối này chính là 235, cái hướng trên này chính là 25 đó, bạn thấy chưa. Rồi đó là lý thuyết, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo chương trình để các bạn kết nối và điều khiển cái module remote IO này bằng Cisilium EFI Basic. Rồi tôi sẽ nói được mở nguồn lên nhé các bạn. Tắt camera chưa nào? Đó, tắt đi lại cho mình nữa. Đừng có che cái mặt giảm để các bạn lập trình. Thì lưu ý là các bạn muốn sử dụng mà cái module này thì các bạn cần phải có một cái record tool ở cái version là 1.5.8.0 thì nó sẽ, hoặc là có những khác nhưng nó mới có hỗ trợ được cái chip này, còn ngược lại mà không có nè
giả sử như tôi có một cái kiểu mục tiêu của mình và tôi chỉ muốn thôi, được cái gì muốn rồi, tôi cài đặt đèn lên rồi, cho nên nó không có cái này, thì các bạn tạo một cái mới nha, nó chọn cái đầu đi về cái này được làm rồi. Thì nếu mà các bạn ngồi trên cũ nó không có này đó, cái này là version mà mới nè, các bạn mới có được cái này. Đó, các bạn chọn mình đây, các bạn cần phải cài đặt cái setting này, cần phải cài đặt là submask mask button default đâu á, router IP address của mình cài cái đây, cái này là cái bạn trả cho default này. Tôi cho chạy về đúng này được mất tên rồi đây, các bạn nhấn vào đây, cái đó các bạn nhấn vào đây. Bây giờ chỗ này, cái này cho các bạn cài đặt đây, các bạn hãy chọn cái chỗ này đó. Rồi sẽ cho các bạn tiếp vào đây tình tiết nó thì có hai cách tình tiết vào đây các bạn. Một là các bạn chọn đúng tên đúng module, các bạn kéo nó vô. Các bạn chúng ta đang làm là này, đã sử dụng là này. Hai, cách thứ hai thì các bạn cho nó bị detect nó đi. Từ detect nó, nó có cái module nào xuất hiện ở trên cái module của chúng ta. Đó, các bạn thấy không? Có một cái này, module này. Rồi, các bạn thấy module này xuất hiện thì bạn nhìn thấy cái thông số này nè. Nó là levitation nè. Rồi có 64 volt. Chút chi cho một cái sần. Còn cái này, các bạn có chỗ này. Thì đây, địa chỉ IP nè. Hiện tại là tôi đang setting ở trên cái kia cái địa chỉ mà cái district là chấm là 3. Rồi người ta sẽ lấy địa chỉ là 3. Nếu giả sử chỗ này còn bị sai gì đó thì tôi ở đây các bạn cài đặt lại cho nó. Còn hiểu cái này chưa? Chỉ có trường hợp là 1 hay gì đó thì các bạn phải cài đặt làm sao? Nó giống cái địa chỉ chúng ta cài đặt ở trên cái phần cứng. Đó, để các bạn biết được là cái cục của chúng ta đang xài là nào. Có thể sau này các bạn không phải xài một cục Rio mà bạn xài nhiều cái, hai cái, ba cái, bốn cái gì đó, thì bạn cũng dùng cái IP này, thì bạn sẽ định được input là cái nào các bạn có thể là dễ dàng bị bớt được cũng rồi. Rồi cái chỗ này chúng ta đã xong cái này rồi các bạn. Rồi chỗ này là cái chúng ta cần phải đặt đây. Đây là cái có hai cái cửa sổ, một bên là link size, một bên là blue size. Cái link size này tức là cái vùng buffer của Xilinx. Còn blue size này là cái trong cái nội bộ quy trình của chúng ta. Bây giờ sự thì nó ít thì các bạn trong Xilinx thì các bạn biết là nó có là ít kỹ từ y giờ r đích tiêu r dạng nghĩa tiêu thì đây chính là input này, output là dạng nhận bit này, còn là dạng word này. Thì các bạn đối với remote IO á thì chúng ta không có cái dạng word, nhưng mà cái remote station thì các bạn sẽ có đó, có là dạng word đó. Ở đây này, mình copy. Và cái này các bạn không xài nhưng bạn không thể báo các bạn. Đây, không. Thì cái tôi giải thích cái này là cái gì? Thì RX này á, tức là khi mà tín hiệu nó nhận về từ cái in output của cái input của cái module của cái remote module mà chúng ta đang xài thì nó trả chỗ này là gì? Là các bạn cần phải cần thiết để nó trả về cùng đến nào của nhận của ít, giả sử tôi muốn chạy về cũng nhận là ít 20 đi. Rồi cùng những y nó trả về như thế nào, y thì là xuất ra, nhưng là các bạn xuất ra, nếu các bạn xuất ra từ cái nguồn nhớ sạc là 30 thì nó sẽ xuất ra cái nguồn nhớ, nó xuất ra tương ứng cái bit đầu tiên sạc n là cái output đầu tiên của cái module được bắt đầu chúng ta, và không như mình cho giải như này. Rồi tại cái mặt cần lưu chỗ này là bởi vì đây là compile cái module này của các bạn là module compile IO mix IO, tức là vừa input vừa output, nên giữa input và output như cách nhau gì 16 bit, giống như trên cái tài liệu này nó có, nó nói là này có 16 input 16 output các bạn, đây 16 input 16 output. Thì các bạn mặc dù bạn start là 20 cùng là 20 nhưng các bạn nó nhận về nó bắt đầu là 20, nhưng mà khi nó xuất ra các bạn 20 nó không xuất ra được đâu, y mới xuất được, mà phải là y 30 nó mới xuất được. Nếu các bạn chọn là 50 đi, y 50 thì
các bạn xuất ra thì nó các bạn mà xuất output lên là y y 60. Đó, nó phải chênh lệch là 16, nó chênh lệch là một cái nó phải 16 mà là 16 trong 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 test á thì là 10 ạ. Để xuống một cái trong đó nè. Xong rồi bây giờ các bạn viết dần luôn mà tôi sẽ viết dần luôn đi. Hồi nãy như tôi nói nè, hồi nãy như chúng ta đã cần viết cái này rồi đây, viết 20 là viết đầu tiên. Hồi nãy là viết 20 nhưng mà cái bạn nhớ là hồi nãy là tôi kết nối vào cái địa chỉ là XA, còn cái XA đúng không ạ, XA chỗ này tôi phải có cái thì tôi phải có cái input là viết 2A nè, 2A bật lên thì được cho A luôn, cái viết A một cao bút, A một cao bút là em mở cái tranh đấy mở công, em mở công rồi sau đó khi mà em mở công thì đương thật em viết chương trình giả sử là có em mở công bật lên nè, em mở công bật lên em mở một cái mặt của con là 100. Nó xuất được cái output của thằng thằng VBO thì nó hồi nãy tôi khai báo chỗ này. Nó là khai báo chỗ này của nó là Y50 thì đây có là Y60. Nó phải hơn 10 giống như tôi nói. Rồi đây, như từ ngày mà chúng ta coi lại là X20 đúng rồi, X20 thì do tôi kết nối đến cái input là A trên kia thì nó phải là X2A. Còn X50 thì Y50 thì nó bây giờ nó cầm 3 IO, cầm 3 IO nó phải trên là kia là 10 thì 10 cái địa chỉ nữa. Nên nếu 20 thì 50 thì bắt buộc nó các bạn phải bắt đầu sạc nó để kênh kia nó phải là 60 lần. Thì mặc định của hãng này chúng ta không thể đổi được. Nhưng khi mà nếu mà nó một mình input mình output thì các bạn module riêng biệt input riêng output riêng thì các bạn Y20 thì nó sẽ là bắt đầu 20 luôn. Y20, Y50 thì các bạn sẽ tải trước Y50 thì nó sẽ là Y50 kia. Bởi vì đây là cầm 3 thì nó thường các module của Xilin nó sẽ quy định như vậy. Output nó sẽ trên là input là 10 cái điều này. Ok. Bây giờ các bạn quan tâm thử ít ha, tôi bật ít ha nó có sáng hay không nhé. Đó, thấy chưa, bật ít ha nè, ít ha đèn ít ha đi sáng nè, bạn thấy không, ít ha sáng nè. Rồi phần cứng tôi nói chạm với chân chân A nè, chân A thì X20 ít A nè, X2A nè, đó sáng nè, chút kia mà không nè, tắt nè, sáng nè, tắt nè, sáng nè. Đó, bây giờ nếu tôi mà trong này tôi bật này lên thì
m100 bật lên thì Y60 giờ sáng tương ứng với thằng Y0 của thằng trên kia. Y60 sáng, đây các bạn thấy nè, Y0 này, Y0 nó sáng ở đây không ạ? Mình giờ tắt nè. Để quan sát. Đây Y0 nè. Đó, tắt nè, mở, tắt nè. On, off, on, off, off, off. Đó. Thì một trong những lý do để tôi kết nối nó cách địa chỉ IO nó loạn xạ vậy đấy, tôi không bắt đầu là không hay là X0 hay không để cho các bạn thấy được là sau này các bạn có thể là kết nối với những địa chỉ khác mà không bị nhầm. Thì một số ví dụ ở trên mạng hay là ở đâu đó thì nó sẽ thường hay là lấy cái địa chỉ là mặc định là 00 rồi đó, nhưng mà đôi khi các bạn kết nối với những thiết bị khác thì bạn không hiểu là tại sao đó là 00. Thì ở chương trình nội dung của cái này thì tôi không có nói 00 mà tôi nói tôi sẽ trình bày những dạng tổng quát ở một cái địa chỉ bất kỳ để các bạn có thể hiểu được khi nào thì nó sẽ hoạt động, khi nào chạy em là cái gì thì bắt đầu khi nào. Rồi đó thì nội dung của tôi hôm nay là kết thúc. Hy vọng là các bạn qua bài cái trẻ này các bạn hiểu luôn, hiểu tiếp được thế nào là Sicilin IE TV6 là thế nào. Và nếu các bạn học trong cái khóa học mà là chuyên nghiệp về công nghiệp của tôi, các bạn thực học qua Sicilin bình thường thì các bạn sẽ thêm một kiến thức nữa về Sicilin trong này. Các bạn có thể đọc một cái chuẩn Sicilin tiếp theo là Sicilin Phiên và quản lý IE TV6, thì các bạn cũng có một cái nền tảng kiến thức để có thể ứng dụng được vào trong cái việc đây của mình để bạn không bị rối là các bạn cần biết như thế nào, sử dụng như thế nào, điền thông số như thế nào. Thì đa số nó dựa trên những nền tảng sẵn rồi, các bạn phát triển thêm. Rồi như vậy thì xin chào, hẹn gặp lại chương trình tiếp theo. Các bạn có thắc gì thì vui lòng liên hệ tới từ đầu quán ngô quầy với địa chỉ email là ngô.chấn@gmail.com hoặc là cái số điện thoại Zalo 0919 24 23. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.